Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Những chúng sinh kỳ diệu, phần 1 trên 3 phần trong tiết mục Giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 27 tháng 2 năm 2005 ở Hungary. Còn nhiều chỗ ở đây. Ai muốn thì xuống đó. Chỗ trống ở đó có không? Tùy quý vị ngồi sát vô. Thấy tôi có đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp ạ. Đẹp ha. Chụp hình tôi. Mấy người kia, ha? Có người nào mới không? Mới, không à? Hả? Không à? Tốt. À, người này thấy mới. Mới từ ngày hôm qua, quý vị ngồi thiền trở nên mới, đổi mới. Mỗi ngày một mới. Tôi biết là quý vị mới. Có chuyện gì vui không? Có chuyện gì hay kể tôi nghe không? Lúc nào tôi cũng phải làm cho quý vị vui. Quý vị không làm gì cho tôi hết. Sao vậy? Tài xế cần chút hứng thú. Cho hào hứng. Nói chuyện gì cho hay? Không có à? Cứ ngồi đó như em bé chờ sữa. Để được kể chuyện ru ngủ, được cho kẹo, cho bánh. Em bé kiểu gì vậy? Lớn rồi mà. Khi sư phụ nói về Thượng Đế, con cảm thấy vô cùng xúc động và muốn khóc. Con rất là xúc động. À, tại sao lại như vậy à? Con muốn khóc hả? Sao lại không? Con không có khóc. Muốn khóc thì cứ khóc. Dạ. Đâu ai biết điều gì đã làm cho linh hồn xúc động. Dạ, ở đây. Có những người, nếu mình kể một bộ phim hoặc một câu chuyện hay, họ cũng khóc. Nó khiến bên trong quý vị xúc động. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều từ Thượng Đế mà ra. Ý ta nói quý vị, tôi cũng vậy. Từ Thượng Đế mà ra. Cho nên nếu tôi nhắc tới một người mà quý vị biết rằng người đó hiện hữu nhưng lâu lắm rồi không gặp, hoặc lâu lắm rồi không biết làm sao để gặp lúc đó, đương nhiên một điều gì đó khơi dậy trong đây làm quý vị khóc, tại vì nói chuyện với Thượng Đế lúc còn nhỏ thì dễ hơn, rất là dễ dàng, tôi biết. Và bây giờ con đi tìm cảm xúc rất sâu đậm, hiểu. Vì khi tới đây quý vị trở lại như thời trẻ thơ. Cảm thấy rất dễ chịu. Khóc vì sung sướng. Phải đó, là vì sung sướng chứ không phải. Cho nên không sao đâu. Cảm ơn sư phụ. Khóc nữa đi. Nếu vui thì cứ khóc. Có ai khóc không? Không hả? Ai cũng khóc, đa số đều khóc. Rất nhiều người khóc. Vì vậy, ta nói gì về Thượng Đế mà quý vị khóc? Tôi sẽ nói lại nữa. Nó rất thấm thiết. Đúng rồi đó, nó làm con cảm động sâu sắc. Vì quý vị cảm thấy vững tin, cảm thấy chân lý trong đó, lý do là vậy. Vì lực lượng được truyền sang, quý vị qua những cầu đó, giống như sợi dây điện, và luôn tiếp tục nạp điện cho quý vị. Khi cảm thấy đầy rồi, thì trong lòng quý vị chan chứa niềm vui. Càng lặp đi lặp lại nhiều lần, quý vị sẽ thấy mình mới, đổi mới, mới hơn nữa. Người mới. Cảm ơn sư phụ. Thậm chí đôi khi quý vị khóc một mình ở nhà. Khi lặp lại câu đó, quý vị sẽ khóc nhiều hơn,
sẽ cảm thấy sung sướng, cảm nhận tình thương. Nếu câu đó không làm quý vị cảm động, thì không biết điều gì có thể làm được. Bởi vì có rất nhiều lực lượng của tình thương có chân lý ở trong đó. Nếu câu đó không làm quý vị xúc động, thì tôi không biết điều gì có thể. Thành ra tôi mới tặng cho quý vị, vì tôi biết quý vị sẽ thích. Tôi đâu cho quý vị rác, đúng không? Không ạ, lúc nào tôi cũng cho quý vị những gì tốt nhất. Dạ, ngay cả khi tôi la rầy hoặc làm gì đó, cũng là tốt nhất cho quý vị, vì mình chỉ la rầy con cái của mình. Chứ đâu có đi ra ngoài la hàng xóm, dù người đó xấu thế nào đi nữa, phải không? Chỉ là vì quý vị quan tâm, để họ được trưởng thành, cho họ giật mình một chút, vì họ cứ lè phè, ngủ nghe hoài vậy. Hả? Được, được, con tỉnh rồi. Có những người cần như vậy. Tôi rất đau lòng, tôi không thích la rầy người khác. Tôi đau lòng, nhưng vẫn phải làm, không sao. Mấy chú chó của tôi cũng vậy. Dù tôi thương họ lắm, nhưng nhiều khi họ cũng hư. Không chịu nghe lời, mình phải la, họ mới chịu nghe. Thí dụ, tôi có một chú chó Rottweiler, chú rất nghịch ngợm, khôn ngoan. Nhiều tình thương, bảo vệ rất giỏi. Rất thông minh. Rất quán quýt, nhưng bướng. Chú biết đây là nhà của chú. Chú biết tôi thương chú. Chú biết chú muốn làm gì thì làm, có thể chạy nhảy khắp nơi, ngủ bất cứ chỗ nào. Chú biết cả nhà phải săn sóc cho chú, nếu không... Cho nên, nhiều khi chú không chịu nghe lời thị giả, chú nhìn họ như là... Anh là ai? Thị giả cảm nhận được điều đó. Mỗi chú chó có cử chỉ khác nhau. Người đó kể cho tôi, chú chó này đôi lúc coi thường con lắm. Chú nhìn cứ như con không là ai hết. Tôi nói vậy, anh là ai à? Chó biết ai là ai, chú thật sự biết. Chú chó đó không chịu đi với người chú không thích bất kể gì. Nhưng nếu với người nào chú thích là chú chạy đến ngay. Như buổi tối, chú ngủ với tôi. Tất cả chó đều ngủ với tôi, mấy chú chó đều chạy ra cửa liền lập tức. Khi nghe tiếng thì giả tới, đưa họ ra ngoài lúc trời sáng. Nhưng anh chàng này thì không. Chú nằm trên ghế sofa, nhìn coi ai ngoài đó. Thị giả nói làm ơn ra đây. Đừng đánh thức sư phụ, làm ơn ra đây. Chú nói... Chú chui dưới gối, chui dưới mền. Hoặc quay mông về phía người kia. Chú đáp trả như vậy đó, dù người kia có năn nỉ hoặc la lối, cách mấy, bất cứ gì, chú cũng không đi. Nên tôi phải nói, good đi, đi ra. Lúc đó chú mới chạy ra. Nếu tôi nói, cưng ơi, đi ra nha, chú... Rồi là nằm phịch xuống ghế sofa. Tôi phải la, chú mới chịu đi. Nếu tôi nói good đi, đi ra, ngoan nha, là chú sẽ ngúng ngoẩy cứ nằm ở đó. Nhưng nếu tôi nói good đi, ra ngoài, là chú chạy liền ngay lập tức. Nhưng nếu thị giả nói, cùng giọng đó, kiểu đó, chú không đi. Chỉ có chú là như vậy thôi. Mấy bạn chó khác rất hợp tác. Họ biết phải làm gì, khi nào. Nhưng anh chàng này thì không. Nếu chú nói không là không. Phải có tôi. Bằng không là chú không chịu đi. Nhưng thị giả khác thì không sao. Chỉ có một, hai người chú không thích thì chú không đi. Chú thà là ở đó nhịn cho tới, tôi không biết là tới trưa hay tới sáng gì đó. Chú nhịn thật là lâu, có thể nhịn 24 tiếng đồng hồ. Không thể nào tưởng được. Chú không cần đi. Chú giống như một ảo thuật gia có thể kiểm soát sự bài tiết của mình. Chú không đi. Nhưng khi có một người dễ thương, chú không có gì phải chống đối.
là chú chạy theo Ngài. Chỉ có một thị giả là chú không bao giờ nghe lời. Không bao giờ. Chú không thích, không chịu đi. Nhưng những người khác thì chú chạy ra cửa, chờ họ mở cửa rồi chú ra ngoài. Tình thương không có liên quan gì cả. Nếu quý vị hư, tôi phát vào mong một cái là mọi chuyện khá hơn. Nhưng chú có rất nhiều tình thương. Rất yên lặng, rất lịch sự. Không bao giờ giật đồ chơi của mấy chú chó bé hơn. Nếu có chú chó nhỏ hơn tới thì chú rất nhẹ nhàng. Chú chơi trò giành đồ chơi với mấy chú chó kia. Nhưng chú không bao giờ giật rồi chạy này nọ. Không bao giờ. Nếu ta nói thả ra, người chơi bạo quá là chú thả ra cho chú chó nhỏ hơn lấy. Vì chúng tôi có chú chó nhỏ, loại Mata, rất nhỏ và trắng, còn chú to lớn màu đen, hai đứa, một đen một trắng, lúc nào cũng chơi với nhau. Một chú thật là to và đen, còn một chú thì thật nhỏ và trắng, hai đứa lôi kéo, chơi trò giằng co nhau. Chó nhỏ luôn luôn thắng. Vì chó lớn nhường. Chó lớn loại Rottweiler nhường cho chú chó kia. Chú rất hiền. Hơn nữa, chó nhỏ Mata là chú chó đến đầu tiên. Nên chú làm đại ca trong nhà, ai cũng sợ chú. Không ai dám chống đối. Nếu chú gừ là mấy chú chó kia chạy. Chú bé tí như vậy, dài và nhỏ xíu như vậy. Nếu đem ra tắm, chú chỉ nhỏ cỡ này. Khi ướt, chú nhỏ như con chuột. Vậy mà chú chó nào cũng nghe lời chú, họ có thứ tự, biết ai là ai. Chú chó lớn Rottweiler luôn luôn kính nể. Hai đứa chơi với nhau, nhưng chú rất kính trọng, rất nhẹ nhàng. Chú rất tốt, có điều là chú rất bướng. Chú biết người nào chú nghe lời, người nào chú không nghe lời. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy chú rất dễ thương. Chú nói chuyện và rất bảo vệ người khác. Cho nên lúc tôi mới tới đây, hôm sau chú đã nói với mấy chú chó kia, chăm sóc cho sư phụ ta nghe. Thế là mấy chú chó kia đều tới ngồi ngay trước toa xe của tôi, chờ tôi để ra chào. Tôi phải mắc mấy miếng bánh mì nướng thuần chai với bơ thuần chai. Tất nhiên họ không tới vì thức ăn, nhưng họ cũng thích lắm. Chó của quý vị ở đây không ăn táo, không ăn trái cây. Chó của tôi lại trái cây nào họ cũng ăn. Vì sao khi dùng bữa, chúng tôi cho ăn tráng miệng, như là táo, trái cây. Có thể là sữa chua thuần chai, có thể là kem thuần chai, có thể là bánh flan thuần chai. Bất cứ loại tráng miệng thuần chai nào. Sau đó bữa trưa, họ được những món ăn vặt khác nhau. À không, trước hết họ ăn sáng. Ngũ cốc bắp thuần chai hoặc bánh mì nướng thuần chai, bất cứ gì trong ngày họ ăn vặt thuần chai. Sau đó đến bữa tối. Sau điểm tâm họ ăn tráng miệng. Sau bữa tối cũng vậy. Sau đó đánh răng, rồi lên giường ngủ. Phải chăm sóc họ nhiều lắm. Nhưng dù vậy, vì tiền kiếp chú là hiệp sĩ Nhật, tình nguyện xuống đây. Chú không phải là chó đâu nha. Mấy bạn chó của tôi đều tình nguyện xuống, trừ chú chó lông xù. Có nhớ chú chó lông xù không? Dạ nhớ. Lúc khi chú không phải là tình nguyện, nhưng bây giờ chú cũng lên cao lắm rồi. Dạ, chú đúng là may mắn. À, may mắn thật. Chú là chú chó cuối cùng lên đẳng cấp thứ 5. Tôi hỏi chú sao ngươi chậm quá vậy? Chú trả lời vội vã làm chi? Vội vã làm chi? Ta nói người nói đúng, sao phải vội? Nhưng anh chàng đó cũng tinh nghịch lắm. Nếu tôi ngồi thiền cả đêm và chú biết là tôi ở đó thì chú không làm gì cả. Nhưng tôi vừa quay đi ra chỗ khác là chú tiểu bậy trong phòng. À, chú hư lắm, hư lắm, hư lắm. Không ai ngủ được với chú. Trước đây vì ban đêm tôi bận, không muốn đánh thức họ. Vì nhiều khi tôi làm việc ban đêm, tôi ngồi thiền rồi thức dậy, ngồi thiền bật đèn lên, viết lách hoặc làm việc. Tới khi mệt quá, tôi thiền nữa rồi lại bật đèn lên, làm việc tiếp. Mỗi lần tôi bật đèn là họ tưởng tới giờ dậy hay làm gì đó, nên chú chó nào cũng chạy vòng quanh, vẫy đuôi, rồi trở lại để được vuốt ve mọi thứ. Tôi không muốn động đến họ, nhất là Lucky. Chú hay tỉnh dậy, rồi theo tôi khắp nơi. Chú chó nào cũng theo tôi, nhưng Lucky và Benny là theo nhiều nhất. Happy cũng vậy, cô nàng đó.
thích ngủ trên giường tôi. Chỉ có mình cô nàng là con gái thôi, ai cũng thương. Mấy chú chó đều thương cô nàng hay yểu điệu với mấy chú chó kia. Vì cô nàng biết mình là con gái duy nhất. Cô nàng dễ thương lắm, làm dáng dễ thương, làm cho mình cao giá đủ thứ chuyện, rất dễ thương. Nhưng cô nàng thương tôi nhiều lắm, nếu như tôi bỏ cô nàng đi lâu quá là cô nàng ốm nhom, không chịu ăn uống, rụng lông, trông rất tiều tụy. Họ lúc nào cũng theo tôi. Tôi đi vô phòng tắm, họ cũng theo. Tôi đi vô phòng tắm rồi trở ra ghế sofa, họ cũng đến ghế sofa. Tôi vô văn phòng, họ cũng vô theo. Tôi từ ghế sofa đi vào văn phòng, dù chỉ cách có hơn nửa mét, họ cũng nhảy xuống ghế sofa, tới nằm dưới chân tôi. Nếu tôi đi tới đi lui suốt đêm, họ cũng đi tới đi lui suốt đêm. Nhất là Lucky. Nếu tôi không trông chừng chú, nếu tôi không có đó hay xuống dưới nhà làm gì đó rồi trở lên là rồi. Sẽ có một đống ở đâu đó. Đống phần. Nhiều khi tôi để chú ngủ chung với thị giả còn tệ hơn nữa. Chú làm ngay trước mặt họ. Chú phản đối mà. Nhưng bây giờ chú đỡ lắm rồi, không còn làm vậy nữa. Chú ngoan ngoãn, giỏi rồi. Benny và Lucky là bạn thân. Lúc nào cũng có nhau. Cùng một cỡ như nhau, họ thương nhau lắm. Nhưng vẫn thương tôi nhiều nhất. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Vì khi có tôi là họ không cần biết tới mấy bạn chó khác. Thí dụ, Benny thương Lucky. Nhưng nếu thấy tôi đi đâu, là chú bỏ chú chó kia rồi chạy theo đến chỗ tôi. Khi ở cạnh tôi, chú không để ý tới mấy bạn chó khác, để ý đồ chơi hay bất cứ gì. Lại còn gầm gừ với mấy chú chó kia. Tránh ra. Lucky cũng vậy. Lucky thương Benny lắm. Nhưng nếu chú đang nằm trong lòng tôi, là thôi. Chú không cần biết tới người bạn nào trên toàn thế giới. Chú gầm gừ với tất cả. Cho dù mấy chú chó kia chỉ có mặt ở đó tuốt đằng kia, chẳng làm gì chú cả. Nhưng trước đó nếu mấy chú chó kia không có đó và nếu họ xuất hiện gần đó là chú nằm đó rồi gừ. Khỏi mắt không, đừng có mơ mộng. Nhưng chú chó nào cũng sợ Benny. Họ nể chú lắm. Chú nhỏ xíu như vậy, nhỏ như thế này. Mà được nể lắm vì họ có tôn ti trật tự. Họ biết ai đến trước. Thật ra chỉ có Benny là chó ruột. Mấy chú chó kia tôi chỉ nhận về nuôi, ngay cả từ tiệm, bởi vì có người không muốn, nên tôi đem họ về, như chú chó Rottweiler. Không có ai muốn chú. Thường thì người ta để tất cả các chú chó ở khu vực vui chơi. Họ được đi ra chơi đùa với khách hàng, chú chó này thì không. Chú bị nhốt trong một cái chuồng nhỏ xíu, đi tới đi lui cũng không được. Thậm chí họ cũng không cho chú ăn. Chú phải ăn phần của chính mình. Kinh khủng lắm. Chú lại bệnh nặng. Chân chú to hơn cả thân mình. Khi mới đến, chú đào yếu, tôi phải chăm sóc chú mấy tháng. Rồi chú mới được ra ngoài chơi với mấy chú chó kia. Phòng khi chú lây bệnh truyền nhiễm sang mấy bạn chó khác. Cho nên chú phải ở riêng một thời gian lâu, có lẽ là 2 tháng. Mỗi ngày tôi phải tới chơi với chú bên trong đó. Khi tôi mới đem Lucky về nuôi, chú cũng bị bệnh rất lâu, nhớ không? Rằng chú bị hư hết, ăn cũng không được. Nên chúng tôi phải đi nhà sĩ ngay lập tức. Tôi tốn khoảng 10.000 đô. Cũng đáng đồng tiền. Họ nhổ hết mấy cái răng sâu ra. Ôi sâu và hôi kinh khủng. Cả người chú cũng hôi. Vì hàm răng hư và cũng nhiễm ra toàn thân. Mình mẩy chú hôi khủng khiếp. Không biết sao tôi lại nhận chú. Không biết sao tôi lại cho chú ngủ chung mỗi tối. Cho tới khi chú khá hơn. Bây giờ vẫn vậy. Trong thời gian đó chú hôi vô cùng. Có vỏ chét đủ thứ. Cháy rận khắp mình mẩy. Mắt thì chảy nước, răng hôi, cả người đều hôi. Sau 10.000 đô, chú thành một anh chàng hạnh phúc. Chú còn được lên mạng Internet. Ông bác sĩ hãnh diện quá, đăng hình chú lên mạng. Nhìn này, chú chó ngoan. Tôi đã cứu chú. Ông đưa chú lên mạng. Ông nhổ hết răng của chú bằng cách giải phẫu. Ông cần phải giải phẫu bằng tia laser hiện đại nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Ông là một trong 2 nha sĩ tài giỏi nhất nhưng đắt tiền nhất. Không phải ông ta tính đắt mà dụng cụ của ông ta đắt tiền. Rồi chuyện giữ vệ sinh, đủ thứ và y tá túc trực ngày đêm.
Ông cắt nướu răng ra, ráp xương vào trong đó. Thành ra dù chỉ còn hai, ba cái răng, chú vẫn gặm xương được. Ý nói xương chai mềm hơn. Chú ăn cái gì cũng được, bánh thuần chai bất cứ gì, nhưng tôi băm thật nhuyễn. Cái gì cũng làm mềm ra cho chú, để chú khỏi phải nhai, bằng không chú có thể đào nướu răng. Nhưng chú rất thích nhai xương chai, bạn chó nào cũng thích. Tại sao mà nói chuyện đó vậy? Đi xa quá rồi, cái gì? Mình nói tới đâu rồi? Chó có khác. Sư phụ la chú chó Rottweiler. À, phải. Lucky cũng vậy. Nếu tôi thấy chú nhấc chân lên là tôi biết ngay tôi nói Lucky. Không được, thế là chú chạy. Chú biết, nhưng nếu tôi nói Lucky đừng mà, là chú vẫn làm tiếp. Họ biết giọng điệu của con người. Họ hiểu hết những gì tôi nói. Hoàn toàn hiểu tiếng Anh, còn giỏi hơn cả quý vị. Nhưng họ lờ đi, bướng bỉnh. Vì tôi mang họ về nuôi khi họ đã có những thói quen đó rồi. Tôi đâu có nuôi từ nhỏ đâu. Như Benny là hoàn hảo. Chú biết làm gì ở chỗ nào, không bao giờ gây phiền phức. Trừ khi rủi ro có chuyện gì đó xảy ra, chứ chú không bao giờ cố tình làm vậy. Nhưng sau này Lucky dạy chú những thói xấu. Ôi, huấn luyện chú lại cũng khó lắm, rất là phiền phức. Anh chàng Lucky đó đúng là may mắn. Số chú đáng lẽ sắp chết rồi. Nhưng chú nhìn mắt tôi, van xin. Chú ngồi giống như quý vị đang ngồi về nè. Chú van xin. Thấy tôi đến là chú đứng dậy liền. Van xin tôi 3 lần. Tôi đã đi qua rồi quay trở lại, chú lại năn nỉ nữa. Làm tôi mũi lòng. Mấy thi giả đứng chung quanh. Tôi tới đó chỉ vì muốn tặng một ít tiền. Tôi đã kể quý vị nghe rồi, mấy bạn chó đó van nài tôi, nên trong trường hợp này tôi mang hai bạn chó đó về. Một cô nàng chó là Happy. Cả hai đều rất biết ơn, không bao giờ quên. Họ nói là họ không bao giờ quên. Anh chàng Lucky đó đúng là may mắn. Số chú đáng lẽ sắp chết rồi. Nhưng chú nhìn mắt tôi, van xin. Chú ngồi giống như quý vị đang ngồi về nè. Chú van xin. Thấy tôi đến là chú đứng dậy liền. Van xin tôi 3 lần. Tôi đã đi qua rồi quay trở lại. Chú lại năn nỉ nữa. Làm tôi mũi lòng. Mấy thị giả đứng chung quanh. Tôi tới đó chỉ vì muốn tặng một ít tiền. Tôi đã kể quý vị nghe rồi, mấy bạn chó van nài tôi, nên trong trường hợp này tôi mang hai bạn chó đó về. Một cô nàng chó là Happy. Cả hai đều rất biết ơn, không bao giờ quên. Họ nói là họ không bao giờ quên. Lucky năn nỉ tôi, nhưng chú dơ quá, mấy thị giả đứng chung quanh. Sau này họ kể lại rằng lúc đó họ cầu cho tôi đừng có nhận chú chó đó. Về sau họ mới nói, chứ lúc họ không nói gì cả, dĩ nhiên rồi, dạ được, dạ được. Rồi anh này thúc anh kia, anh giữ chú đi, anh ôm chú đi. Vì chú gần như là màu đen. Đen xám, họ thậm chí còn viết ra giấy tờ đàng hoàng. Chó lông xù màu xám, quý vị có nghe về chó lông xù màu xám bao giờ chưa? Tôi chưa thấy bao giờ mà. Vậy mà họ viết chó lông xù màu xám. Sau khi chúng tôi tắm rửa cho chú, lau khô, chú trở thành chó lông xù màu trắng. Quý vị thấy chú chứ hả? Thấy chú màu trắng, trắng tinh. Vậy mà giấy tờ chính thức ghi như vậy. Tôi có thể cho quý vị xem, ghi chữ xám. Vì lúc đó chú màu xám. Chú sống lang thang ngoài đường lâu quá rồi, họ lại để chú trên mấy tờ giấy báo. Cả ngày bị lem luốc, toàn thân một màu xám. Không phải chỉ xám không thôi, mà còn mảng đỏ khắp nơi vì bị nhiễm trùng, chỗ nào đỏ được là đỏ, đốm chỗ này chỗ kia đỏ khắp nơi. Thành ra giống như là đỏ và xám,
khắp thân hình trông dơ kinh khủng, không phải đốm đỏ đẹp chỗ này chỗ kia. Không đâu, rất là dơ. Tôi lo là bác sĩ sẽ không nhận. Nên tôi nhuộm chú đỏ từ đầu tới đuôi. Không hẳn là đỏ mà như màu quả mơ. Để màu thấm vào một chút. Nhìn chú toàn một màu hồng, chó lông xù màu hồng. Tôi làm cho chú đẹp lên, làm đủ thứ rồi mới đưa tới bác sĩ vì phòng mạch đó rất sang trọng. Tôi sợ bác sĩ không nhận chú vì mình mẩy chú trông rất ghê. Nên tôi nhuộm lông cho chú. Tôi dùng màu thực phẩm không có hại. Loại màu người ta thường cho vào bánh, kẹo. Tôi dùng thứ đó để nhuộm. Phải nhuộm 3-4 lần mới thấm, tôi rất lấy làm hãnh diện với sản phẩm của mình. À, đây, chó lông xù màu hồng. Rồi chải lông một chút cho xù lên. Trông chú giống như là minh tinh Hollywood. Cả hàm răng hư nhưng không ai biết. Từ nhà tôi tới văn phòng nha sĩ đó, mất 3-4 tiếng đồng hồ. Vì ông ta không sống gần đó, nhưng ông ta rất nổi tiếng. Bác sĩ thú y giới thiệu cho tôi. Ông ta là nha sĩ thú y. Bác sĩ giới thiệu, ông ấy giỏi nhất, nếu bà trả tiền nổi, thì nên đến chỗ ông ấy. Tôi nói, tôi trả tiền được, cứ cho tôi biết, rồi ông ta cho tôi địa chỉ. Hẹn ngày giờ, và chúng tôi mang chú tới. Mất 3 ngày để giải phẫu, phục hồi và mọi thứ. Sau đó chúng tôi đến đem chú về nhà. Một lần khác chú vẫn còn bị bệnh. Chú luôn luôn đau ốm. Chú vốn đã bệnh nặng rồi, cho nên thỉnh thoảng tái phát. Có một lần tôi mang chú chó tới phòng mạch khác vì vấn đề gì đó. Tôi quên rồi, có lẽ chú nôn mửa hay sao đó. Và chú phải ở lại một thời gian. Khi chúng tôi tới đón chú về, ông bác sĩ nói chú không chịu ăn. Nếu chú ăn thì mới được về. Có nghĩa là chú trở lại bình thường, vừa nghe như vậy là chú nhảy tới thức ăn, ăn sạch mọi thứ. Chưa hết. Khi ông bác sĩ khác vô, chú đã no rồi. Ông bác sĩ đó vô nói, chú ăn chưa? Chú đã ăn gì chưa? Vì nếu chú không ăn thì không được về. Chúng tôi trả lời là chú ăn xong rồi. Nhưng ông nói, tôi phải thấy chú ăn mới được. Ông để thêm một lon đồ hộp lớn trong đó, chú lại ăn hết ngay trước mặt ông ta. Ngay cả nhà chú cũng không ăn như vậy. Trước đó chúng tôi bảo chú ăn. Y tá bảo chú ăn, chú cũng không thèm nhìn thức ăn. Bác sĩ tới nói nếu không ăn thì không được về. Thế là chú nhảy vào ăn. Trời ơi, tôi không nói quá đâu. Có mấy người thị giả làm chứng. Họ vẫn còn sống đây, mọi người đều phục hết sức. Loài chó vô cùng thông minh. Nếu quý vị đối đãi với họ như vậy, quý vị sẽ ngạc nhiên. Chú chó nhỏ loại Manta. Khi chú mới tới, tôi kể hết chuyện chó cho quý vị nghe được không? Dạ được. Quý vị tới đây vì Phật Pháp mà lại nghe chuyện chó. Chịu không? Dạ chịu. Vậy được. Chú chó Manta của tôi khi đem về nuôi. Chú còn rất bé, rất nhỏ. Rất nhỏ, khoảng 3 tháng là tôi đem chú về nhà rồi. Sau một thời gian, chú là chú chó đầu tiên nên tôi không biết gì cả. Mọi người nói, phải gửi chú đi huấn luyện. Thế là chú đến trường. Chúng tôi cho chú tới trường. Học viện cho chó. Chúng tôi đem chú tới đó. Họ gọi là khuyển học viên. Họ không gọi là chó. Họ gọi là khuyển học viện. Nghe có vẻ quan trọng. Ở đó họ cũng huấn luyện chó thành ngôi sao điện ảnh này nọ. Thế là chó của tôi tới đó. Chú còn nhỏ lắm, chúng tôi phải tập cho chú đi đại tiểu tiện trên giấy. Giấy ở phòng mạch cỡ này. Giấy lót đệm. Có khi chú đi lên giấy, có khi không. Cho nên khi chú đi học, tôi rất lo. Tôi nói với huấn luyện viên, anh phải đưa chú ra ngoài thường xuyên. Nếu không, chú có thể làm dơ nhà của anh. Anh ta nói với tôi, trời ơi, ngày nào chú cũng đi trên giấy. Ở nhà chú không thèm đi trên giấy, nhưng ở đó thì chú làm vậy. Họ giữ chú trên lầu, dù đang chơi với chú chó khác trên lầu. Khi tới lúc là chú xuống tận dưới cầu thang đi vệ sinh trên tấm giấy đó,
rồi lại chạy lên lầu. Mọi người thán phục lắm. Nhưng chưa hết. Khoảng 2 tuần sau, khi tới ngày, tôi đến mang chú về nhà. Đương nhiên chúng tôi rất vui mừng. Nhưng huấn luyện viên muốn cho tôi thấy chú đã học những gì. Dĩ nhiên rồi. Ông thầy nói, Benny, ngồi. Chú ngồi. Benny, đi ra kia. Chú ra đằng kia. Chỗ đó xa, tôi ở đây. Còn huấn luyện viên, giống như tôi đứng đó, huấn luyện viên đứng đó, nhưng cách một khoảng xa, như từ chỗ này tới người quay phim. Máy quay phim ở đằng kia. Chỗ người mặc áo xanh lá cây. Hơi xa hơn một chút từ góc này tới phòng kia. Chúng tôi đứng xa để anh ta có thể khoe những gì anh đã dạy Benny từ hôm đó tới nay. Thôi được. Sau đó anh ta ra lệnh cuối cùng. Benny, xuống. Có nghĩa là nằm sắp xuống và không cử động. Thế là chú nằm sắp xuống. Chú muốn chạy tới tôi nhưng không được. Vì ông thầy bảo chú phải nằm sắp cho nên chú nằm sát mặt đất. Rồi chú bò. Chú không đứng trên bốn chân. Chú nằm sát đất. Chú nằm sắp xuống. Nhưng chú bò tới tận chỗ tôi. Ai cũng khóc. Thầy giả khóc. Thầy giáo khóc. Mọi người đều, ôi, ai cũng khóc. Tôi cũng ứa nước mắt. Chú bò sát bụng dưới đất. Không ai dạy chú bò bao giờ. Chú không đứng dậy. Chú vẫn vâng lời thầy. Nhưng bò sát đất. Trường tới tận chỗ tôi. Người ta không cản chú được, họ quá kinh ngạc. Họ chỉ nhìn, ồ, ai cũng ứa nước mắt. Vì ở đó chú là học sinh được thương nhiều nhất. Họ nói với tôi chú rất gọn gàng, lúc nào cũng vào góc kia để đi vệ sinh. Không bao giờ gây phiền phức cho ai. Chú chia sẻ đồ chơi không sổ lớn và lúc nào cũng liếm. Bất cứ ai trong nhà, ai tới là chú chào đó. Hôn tất cả mọi người. Cho nên chú đã là học trò cưng rồi. Khi chú làm như vậy, ai cũng ứa nước mắt. Quý vị không cần dạy một chú chó nếu mình thương là chú đáp lại. Chú đáp lại bằng tình thương và làm quý vị ngạc nhiên không dứt. Chú làm vậy để ngài được hãnh diện. Ừ. Chú phô trương với người khác, xem tôi tốt với mẹ tôi thế nào. Phải, phải, chú có nhiều tình thương. Dĩ nhiên rồi. Tôi tưởng là chú đã quên tôi. Sau 2-3 tuần đi huấn luyện, nhưng không, chú bò tuốt từ đằng kia tới chân tôi. Đương nhiên là tôi phải ôm chú. Tôi nói không huấn luyện nữa, thôi ngưng lại. Tôi không cần, tôi mang chó của tôi về. Anh ta nói, ôi chó của bà thông minh quá, nếu bà cho phép, tôi sẽ huấn luyện thêm cho chú miễn phí. Tôi nói không, không, anh không được giữ chú thêm một giây nào nữa. Tôi tới đây để đem chú về nhà, tôi không chịu nổi nữa. Ôi dễ thương làm sao. Chú chó nhỏ xíu mà rất biết bảo vệ cho tôi. Nếu chú chó nào hoặc người nào tới quấy nhiễu là chú gầm gừ với họ. Chó nào lộn xộn là chú đi tới gầm gừ, cắn. Không cắn mạnh, mà chỉ lôi kéo. Khiến cho chú chó kia lùi lại, mấy chú chó lớn đôi khi là vậy. Nếu chú nghĩ là mấy bạn chó lớn không vâng lời thì chú đi tới, la rầy. Khi Lucky tiểu bậy chỗ nào là tất cả mấy bạn chó kia đều la. Lucky không quan tâm ạ. Quan tâm hay không tôi không biết. Nhưng bạn chó nào cũng la mắng chú, gâu gâu gâu, tất cả đều ở đó. Bỗng nhiên tất cả đều đứng dậy tới chỗ chú trách mắng. Sủa la tất cả 4-5 bạn chó, không thể nào tưởng tượng được. Vì mấy bạn chó kia biết chú chó này gây rắc rối. Khi tôi giận là có thể họ cũng bị lây. Họ la rầy chú hoài. Mỗi lần mấy chú chó kia thấy chú tiểu bậy trong nhà, ôi họ đến la rầy chú. Thế là tôi biết có chuyện gì rồi tôi đi xuống. Thôi rồi, đương nhiên là có lý do. Họ thật là không thể tưởng tượng được. Chó của cô có giống vậy không? Con có một bạn mèo giống vậy. Họ cũng thông minh, nếu mình thương họ, họ sẽ cho mình thấy những gì tuyệt vời nhất của họ. Nếu mình không thương họ, họ cũng thờ ơ, không cần. Bạn cho tôi thức ăn thì tôi cho bạn sự hiện diện của tôi. Được rồi, tôi đây, có vậy thôi. Nhưng nếu quý vị thật tình thương họ thì hai bên sẽ gắn bó với nhau. Điều đó gần như là tâm linh. Vì làm sao chó liên kết với mình mà không cần ngôn ngữ. Họ không cần phải nói. Họ nói ở bên trong.
Chúng tôi có thể giao tiếp bên trong, dù sao tôi cũng quên rồi. Lúc nãy nói gì? Tôi tự nhiên quên mất tiêu. Chúng ta nói qua mèo, rồi tôi bị cắt sang chuyện huấn luyện chó. Thôi được, quý vị nghe về chó cũng đủ rồi. Quý vị đến vì Phật, chứ không phải vì chó, đúng không? Có câu hỏi nào về chó không? Sư phụ còn giữ hình khi nhuộm chú chó của Ngài thành màu hồng không? Ngài có bức hình nào không ạ? Trường hợp giống như khẩn cấp vậy, nên tôi nhuộm cho nhanh để đưa chú đi bác sĩ. Tôi quá lo lắng cho sức khỏe của chú. Mọi người đều chạy lăng xăng chăm sóc cho chú. Chúng tôi tắm rửa cho chú, rồi cắt chút lông chỗ này chỗ nọ, tỉa gọn gàng làm cho chú giống như chó có chủ. Vì tôi sợ bác sĩ sẽ không chịu nhận nếu tình trạng chú quá nặng, hoặc có thể bệnh truyền nhiễm gì đó, nên chúng tôi tẩy trùng, tẩy rửa cho chú, xức nước hoa cho mùi hôi bay đi. Chú thơm, thật là thơm. Rồi chúng tôi đưa chú đi, vì tôi không biết phòng mạch đó có nhận chó dại không. Nơi đó rất sang trọng, họ chăm sóc cho mấy chú chó ngôi sao điện ảnh. Tôi lo là nếu chó của tôi trông quá tiều tụy, họ sẽ nghĩ tôi không có tiền, hoặc chú có nhiều vấn đề. Nên chúng tôi sửa soạn cho chú thật đẹp rồi đưa đến bác sĩ. Bác sĩ thích thú lắm. Sau đó còn để chú lên mạng và làm đủ thứ. Anh chàng được đưa lên trang mạng nhiều lần. Một tiệm bán thức ăn cho chó cũng muốn mượn anh chàng để quảng cáo trên mạng. Bởi vì tôi mua mấy cái mũ cho chú. Lúc đó là mùa đông, chú mang giày và áo khoác đẹp, thêm nón cao bồi nữa. Nên chú trông rất đẹp, mọi người đều ôi. Người chủ tiệm muốn chụp hình chú chỉ để nói thôi, và quảng cáo trên mạng ở cửa tiệm. Ta nói sao lại không? Chú miễn phí mà. Đài truyền hình cũng đến hỏi, ồ, chó có ai vậy? Họ chỉ là một kênh du lịch hay gì đó. Nhưng họ cũng quay chú trong vài cảnh. Tôi không biết họ làm gì với đoạn quay đó. Dù sao đi nữa, anh chàng đó rất may mắn. Chú bây giờ lớn tuổi hơn một chút rồi, chú khá hơn. Có câu hỏi nào về chó nữa không? Cứ nói. Khoảng một năm trước, con ở, hiện con sống ở Madrid. Sống ở đâu cưng? Dạ, ở Madrid, Madrid. Con đi thăm một người bạn ở trên núi. Chúng con trò chuyện hơi khuya. Anh ấy dẫn chó ra ngoài. Và khi trở về, anh dắt theo một bạn chó lông xù trông giống y như Lucky vậy. Nhưng đó là một bạn chó cái. Cô chó này cũng vậy, rất khôn. Và chúng con thật sự không biết gì về quá khứ của cô nàng cả. Anh ấy nói không biết ở đâu. Anh bạn con cũng đoán biết cô từ đâu đến, nhưng anh ấy nói có thể cô chó đã bị ngược đãi. Anh ấy nói con phải cứu cô chó này nên con nhận cô nàng. Con nghĩ giờ cô nàng rất hạnh phúc. Tốt tốt, như vậy rất hay. Cô chó cũng rất khôn. Đúng rồi, họ rất khôn. Chó lông xù rất khôn. Ý tôi là tất cả các bạn chó đều khôn. Nhiều khi họ chỉ giả bộ không biết vậy thôi. Tất cả các chú chó của tôi đều khôn. Cô nàng chó còn thiền nữa. Cô nàng chó thiền à? Nếu còn ngồi thiền thì lúc nào cô cũng ở dưới chân con. Anh chàng chó lông xù Lucky, thần thức lúc nào cũng ra ngoài thể xác. Quá khứ của chú không được tốt. Trước kia chú là chim cú. Anh chàng Lucky này có thần thông, nhưng đã dùng cho việc xấu vì chú ở với một người hát thần thông. Chú có thể biến ra phân nước tiểu bất cứ lúc nào chú muốn, dù quý vị dẫn chú ra ngoài cả ngày. Và chú đã bài tiết hết mọi thứ trong ruột, nhưng lúc nào chú bướng muốn chứng tỏ là chú đang dẫn thì chú lại bài tiết nữa. Chú có thể làm 10 lần như vậy nữa, bất cứ lúc nào vì chú có thần thông. Nhưng bây giờ chú cũng thiền nhiều. Khi chú ở với tôi thì tôi có cảm giác như là không có chó đó vậy. Vì chú trở nên rất nhẹ, linh hồn của chú đã đi mất rồi. Thậm chí chú cũng không động đậy, dù quý vị để hơi nóng cạnh chú hoặc trời lạnh, chú không bao giờ cảm thấy gì cả. Thần thức của chú hoàn toàn đi mất. Chú thiền nhiều lắm. Có một chuyện rất buồn cười là chúng con có chuông gió ở trong nhà. Nếu thỉnh thoảng gõ một lần, tiếng chuông vang lên là cô nàng nổi khùng lên, bắt đầu xoay vòng vòng. Con không biết cô nàng, có thể cô nàng không thích.
Dạ, con không biết, cô nàng không thích có kinh nghiệm xấu. Chỉ là tình cờ con cũng không biết, không phải chỉ là do trải nghiệm xấu trong quá khứ, nói họ đem đi chỗ khác. Chú chó của tôi trước kia là chim cú, đó là lý do bây giờ thỉnh thoảng chú không sủa giống như chó, vẫn còn kêu ao ao ao. Happy trước kia là một chú heo. Dù không tin tôi, nếu gặp cô nàng, quý vị sẽ thấy lúc nào cô cũng ụt ụt. Happy kêu như heo. Ban đêm, nhiều khi tôi cho họ ngủ trên giường của tôi. Không sao, cứ lên đó đi. Nếu muốn giường của ta thì cứ lên đi. Nên tôi ngồi thiền ở đây. Một lát sau, tôi tắt hết đèn. Dần dần, thì tôi nghe vài tiếng động, rồi có tiếng sột soạt. Tôi hỏi, có phải con đó không, Happy? Thì cô nàng trả lời, ụt, ụt. Trong phòng tối, tôi không thấy gì cả. Nhưng tôi biết là cô nàng. Cô nàng kêu như vậy đó. Còn anh chàng kia đứng lên, ngồi xuống. Giống y như kiểu của chim cú. Chú thích trái cây hơn mấy chú chó khác. Bởi vì chú từng là chim, ăn rất nhiều trái cây nên chú thích trái cây lắm. Nếu thấy chú ăn trái cây, quý vị tưởng chú là thỏ hoặc gì đó. Chú ăn trái cây nhiều hơn bất cứ món gì, bất cứ lúc nào 24/24, ngay cả khi chú no hoặc ăn trái cây tráng miệng rồi. Nếu quý vị cho chú bất cứ trái cây nào thì chú ăn giống như cả đời chưa bao giờ thấy gì ngon như vậy. Vì chú mà mấy chú chó khác cũng ăn trái cây, rồi tất cả đều ăn trái cây. Lúc trước Woody không thích trái cây, Benny không ăn trái cây. Lúc trước không chú chó nào ăn trái cây, còn bây giờ chú nào cũng ăn hết. Chúng tôi cho chú ăn tất cả các loại trái cây, chúng tôi còn cho chú thuốc bổ nữa. Đủ các món tráng miệng thuần chay. Ít calo này nọ, không có đường nhiều. Nhưng cô nàng Happy ăn bất cứ món gì mà vẫn còn sống sót. Cô nàng mập lắm. Chúng tôi gọi cô là Gordita, có nghĩa là mập. Cô nàng dễ thương. Mập nhưng dễ thương. Lúc trước cô nàng ốm, còn bây giờ mập, có ba cặp. Khi cô nàng nằm xuống, tất cả mỡ béo đều chảy dài ra, như là gấp đôi và xệ xuống hai bên. Khi cô nàng đi, mọi thứ ở đây đều thòng xuống. Chúng tôi vui nhiều với cô nàng, vì chúng tôi trêu chọc cô nàng nhưng cô nàng không màng, miễn là cho cô nàng bia không cồn, hoặc bánh ngọt thuần chay, bất cứ gì mà con người thích, bất cứ gì mà người ta ăn là cô nàng ăn. Dù tốt hay không tốt cho cô nàng không cần biết, nhưng cô nàng ăn bất cứ gì và vẫn sống sót. Chúng tôi không cho ăn những thực phẩm kiêng kỵ cho chó, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng không thể từ chối cô nàng được. Tôi uống một chút bia không cồn, cô nàng đứng dưới đó chảy nước miếng. Kêu thật lớn rồi uống nhiều, ăn nhiều, tối đến cô nàng ngủ ngáy ầm nhà. Ôi, cô nàng ngáy lớn làm sao. Cô nàng này kiểu như khoái khẩu, hợp với cảnh giới vật chất. Cô nàng đều ăn hết mà còn ăn thêm không bao giờ đủ. Mấy chú chó khác đều ngưng. Mấy chú chó mập hơn và to hơn không ăn nhiều như vậy. Còn cô nàng ăn gấp 4 lần. Bất cứ thứ gì. Bia không cồn, cô nàng uống sạch bách. Tôi uống bia không cồn pha với nước chanh. Một lon bia không cồn, một lon nước chanh, hoặc bể ướp hay gì đó. Nếu tôi pha chung với nhau thì thành hai lon, cô nàng uống hết một hơi. Ngay cả quý vị cũng không uống được như vậy. Vì nước có ga bắt buộc phải ngừng. Mình uống một chút, hai, ba hớp thì ngừng, còn cô nàng thì không. Đến giọt cuối cùng, cô mới ngừng lại để thở. Tôi nói, Happy, nhà ngươi còn thở không? Cô nàng không nghe gì cả. Cứ uống, uống, uống thôi. Tôi không biết loài người có ai làm được như vậy không. Mấy chú chó kia không sao mà uống giống như vậy được. Họ có thể uống một chút rồi ga lên tới lưỡi. Họ kêu hừ, hừ, được lắm, thật là sảng khoái. Rồi quay lại uống nữa, hừ, hừ, hai ba hớp là nhiều rồi, sau đó thì ngừng. Nếu họ muốn uống thì quay trở lại. Nhưng cô nàng này thì không. Cô nàng cứ uống như là máy bơm nước, một hơi. Cô nàng không ngừng lại để thở hoặc để nghỉ, không gì cả. Cứ uống, uống, uống cho đến khi hết, rồi đòi thêm. Cô nàng có thể uống một lần 4 lon. Rồi vài phút hoặc nửa tiếng sau,
Nếu quý vị cho thêm, cô nàng vẫn có thể uống. Cô nàng ra ngoài vườn, xong rồi trở vào uống nữa. Ôi chúa ơi! Mấy chú chó khác không thích bia không cồn, họ chỉ nếm vài hớp rồi đi. Nhưng cô nàng này uống và uống như là cá. Trời ơi! Ôi, nói chuyện về chó, họ thật đặc biệt. Cô nàng thật tuyệt vời, thật dễ thương. Cô nàng cũng đẹp nữa. Đẹp ở đây, cô nàng thương tôi rất nhiều và rất biết ơn. Cả nhà đều thích cô nàng, nhưng cô nàng thương tôi nhất. Cô nàng không màng ai thương mình hay không. Nếu bạn thương tôi thì tốt, tôi chơi với bạn. Nhưng cô nàng biết ai là ai, theo sát lắm. Bởi vậy, tôi không thể xa cô nàng lâu được. Đó là lý do cô nàng rụng lông và trông gầy guộc vì thương nhớ sư phụ. Đúng, thương nhớ. Còn hỏi gì về chó nữa không? Đằng sau đó hỏi trước. Khi chúng con đến đây, mấy bạn chó của sư phụ đến đón mừng, thật là tuyệt. Giống như là ý cô nói ở đây. Dạ, không phải chó của tôi. Họ đón mừng cô hả? Hay quá. Thật là tuyệt vời khi cô, con không biết đó là một nàng chó hay chú chó. Nhưng con nghĩ chó cỡ trung. Con chỉ nhớ đôi mắt của bạn chó đó, bởi vì mắt nhỏ màu vàng. Chó của vị Phật đó, à đó là lý do. Chó của vị Phật bà đó, hay quá. Mấy chú chó khác đã ở đây rồi đúng không? Rồi quý vị nhận nuôi họ. Cảm giác thoải mái, giống như ở nhà. Quý vị cảm thấy như ở nhà khi có vài bạn chó đến đón mừng. Cô muốn nói gì? Cho con hỏi là có khi nào một người chết đi đầu thai ngày thành chó được không ạ? À? Có thể được. Tại vì con biết có một con chó, nó hành xử như một người đàn ông lịch sự. Có thể được. Tức là nó rất là lịch sự, không bao giờ nó để cho người quát nó. Ăn uống bao giờ cũng chờ vợ con ăn hết rồi bắt đầu mới vào ăn. Nói chung là những cái hành xử của nó rất giống một con người. Thế nhưng có một điều lạ là 3 tháng liền ròng rã mà cứ khóc. Nước mắt lúc nào cũng ròng ròng, toét hết cả rỉ ra. Con chó này là của anh chị đồng tu ở Âu Lạc Việt Nam. Mẹ con biết anh chị ấy phải rất là nhiều ngày cầu xin sư phụ cho nó. Có thể là nó nhớ về tiền kiếp hoặc là thế nào đó, cầu xin sư phụ rất là nhiều. Sau đó thì nó đã thôi khóc. Được rồi. Con chỉ muốn kể thế, muốn hỏi sư phụ. Có thể phải chăng nó là một con người? Có thể. Tại vì nó làm chó, rồi nó tiếc. Lúc làm người đó, nó tiếc, nó không tu, nên nó khóc. Thôi, không sao đâu. Cô ta nói về một bạn chó của cô. Một bạn chó mà cô biết chú giống như một người lịch sự. Chú luôn luôn đợi cho vợ con chú ăn trước. Rồi mới ăn, không bao giờ. Lúc nào chú cũng rất lịch sự. Lucky cũng vậy. Chú luôn luôn đợi cho mọi người ăn trước, thường là vậy. Rồi chú mới đến ăn. Ngoại trừ trái cây. Trái cây thì chú không đợi. Chú dành ăn trái cây. Chú ăn tới luôn của những chú chó khác. Khi ăn xong phần trái cây của chú tới ăn của mấy chú chó khác. Chú chó nào không ăn hay ăn còn dư, thậm chí chú chó nào ăn chậm, chó lớn, chó nhỏ, chú không sợ, chú đến để lấy ăn hết. Lucky luôn luôn đợi. Lúc đầu ta hỏi, sao con không ăn như mọi người? Chú nói vì chú cảm thấy chú là loại chó Omega. Sau cùng ta nói, không có Omega Alpha nhảm nhí chị hết. Đi ăn đi. Rồi thì chú đi ăn. Mấy loại chó Omega họ luôn luôn ăn sau mọi người, đến sau. Nhưng chuyện là Lucky trước kia từng là một kỹ nữ ở bên Nhật. Những người kỹ nữ bên Nhật thời xưa được huấn luyện để chờ mọi người, ít nhất là chờ cho chồng ăn trước rồi họ mới ăn. Biết lịch sử của một bạn chó cũng rất lý thú. Có một kiếp chú làm chim cú, do đó chú mới ăn trái cây. Chim cú này do một người hắc thần thông bắt nuôi.
Ông ta không bao giờ cho chú ra ngoài. Lucky kể cho tôi nghe, chú nói rất là đau khổ. Nhưng chú học được. Chú có thần thông từ người đó. Bây giờ thỉnh thoảng chú có sử dụng, đôi khi ta nói được, không sao, nhưng đừng dùng cho mục đích xấu. Nếu không, ta sẽ không cho dùng nữa. Thỉnh thoảng chú cũng dùng để bảo vệ tôi. Đó là món quà mà chú tặng tôi. Mỗi bạn chó đều mang một món quà tặng cho tôi. Mấy bạn chim cũng vậy, họ cũng mang những món quà khác nhau cho tôi, nếu kể ra thì dài lắm. Có thể chó của quý vị cũng có quà cho quý vị, nhưng quý vị không biết. Có những bạn chó mang quà theo với họ, người nào tốt với họ thì họ tặng. Ví dụ, có những bạn chó có tài giúp chủ trở nên giàu. Nếu quý vị tốt với bạn chó sẽ giúp cho quý vị có nhiều tiền. Quý vị không nghĩ chó không kiếm ra tiền, nhưng chó khiến chuyện đó xảy ra để quý vị kiếm được tiền. Cho nên có một ngôi nhà dành cho chó. Tôi nghĩ ở San Francisco, có một người kia không nhà không cửa. Ông ta không có thân nhân chi cả, không có ai thương ông. Rồi có một chú chó đến với ông. Ông ta nuôi chú, cho chú ăn và mọi thứ. Sau này, ông thành triệu phú. Bởi vì chú chó lúc nào cũng bầu bạn với ông, làm cho ông vui, nên ông có thể nghĩ đến chuyện kiếm tiền trở lại. Ông kiếm được rất nhiều tiền. Khi qua đời, ông để trong di chúc. Tất cả tiền bạc đều để lại cho chó. Họ xây một căn nhà thật đồ sộ cho chó. Bạn chó nào được nhận nuôi đều ở trong phòng đặc biệt. Họ có cửa sổ, mền, giường, phòng tốt. Được chăm sóc chu đáo như con người. Căn nhà đó ở San Francisco, đúng không? Có ai biết chuyện đó không? Thôi, không sao. Thế giới loài vật rất lý thú. Nếu quý vị có thể nói chuyện với loài vật, họ sẽ kể cho quý vị nghe rất nhiều. Lúc tôi ở bên Mỹ, có một chương trình truyền hình về một nhà ngoại cảm giao tiếp với loài vật. Bà ta có thể nói chuyện với chó hoặc các loài vật khác. Đó là chương trình truyền hình trực tiếp. Người ta mang chó đến. Có một lần, một người chủ hỏi, tại sao chó của ông lại bệnh? Chú mệt mỏi và không còn hiếu động nữa. Bác sĩ cũng không biết vì lý do gì. Nhà ngoại cảm đó tập trung và nói chuyện với chú chó. Bà ta bảo là chú chó cho biết, vì người chủ dùng hóa chất để lau chùi nhà cửa, chú chó không chịu nổi nên bệnh. Chú xin người chủ đừng lau chùi bằng những hóa chất đó nữa. Ngay lúc đó, chú chó đến, đặt bàn chân lên tay của bà ta. Giống như là bắt tay vậy. Trước đây, chú chó đó chưa bao giờ biết bà ta. Chú đến để chân lên tay bà. Rất là cảm động. Chương trình đó truyền hình trực tiếp. Bà ta rất nổi tiếng bên Mỹ. Tên bà ta là Fitzgerald hay gì đó. Bà ta sống ở Texas. Lúc đó tôi có xem chương trình này, chú chó đến và để chân lên tay bà như vậy. Ôi, thật là cảm động. Lúc bà ta vừa nói dứt câu, chú chó liền đến và làm như vậy. Rất rõ ràng, quý vị biết hả? Cảm ơn bà đã nói ra điều đó, cảm ơn. À, chú rất là mừng. Kể từ đó, người chủ chỉ pha nửa giấm, nửa nước để lau chùi, rồi chú chó an ổn. Nếu quý vị có thú cưng trong nhà thì đừng lau chùi bằng hóa chất. Bất cứ hóa chất gì cũng có thể làm hại chó của quý vị, ngay chính quý vị cũng không biết. Không những chó còn mèo nữa, chó hoặc mèo bất cứ gì. Con người cũng chịu khổ vậy, tôi biết con người cũng vậy, nhưng chó mẫn cảm hơn. Bởi vì chúng nằm trên sàn nhà, liếm bàn chân của chúng và đủ thứ. Đa số loài chó đều đến từ cảnh giới thứ hai. Vì vậy, họ rất trung thành, rất thông minh. Loài mèo đa số đến từ cảnh giới Atula. Do đó họ có thần thông. Họ có thần thông. Mấy bạn mèo có thần thông. Chó rất trung thành, khôn ngoan và thông minh. Vì họ đến từ cảnh giới thứ hai. Chó là chúng sinh từ cảnh giới thứ hai. Họ đặc biệt xuống đây vì lý do nào đó. Đa số là để giúp bạn bè hoặc thân nhân vẫn còn ở đây. Đại khái vậy, hoặc vì còn ràng buộc ở đâu đó. Nhưng mấy chú chó của tôi thì không phải vậy, chó của tôi khác.
Hai chú chó kia có thể đến từ cảnh giới thứ hai, nhưng chó của tôi không phải vậy. Như Benny đến từ cảnh giới thứ năm, nên chú sẽ trở về đó. Có những chú chó tình nguyện xuống đây để được ở gần. Vì họ nhớ tôi, cho nên rất hiếm. Cho dù ở cảnh giới thứ năm, họ cũng ít khi nào hoặc không bao giờ gặp được tôi. Nên họ xuống đây trong thời gian tôi ở đây. Họ có thể ở đây lâu, nhiều năm với tôi. À, bây giờ mình nói chuyện nàng kỹ nữ và chàng Rottweiler Goody. Trước đây họ từng là vợ chồng. Tưởng tượng được không? Lúc Goody là một hiệp sĩ Nhật thì Lucky là một kỹ nữ. Họ rất tâm đầu ý hợp, bảo vệ nhau. Có một lần, tôi la rầy Lucky vì chú tiểu bậy thì Goody xung phong đi xuống trước bởi vì chú biết là Lucky sẽ xuống sau. Sẽ không được ở phòng tôi vì mục đích huấn luyện. Lucky phải ra ngoài, không được ở lại trong phòng. Goody đi xuống trước, đợi Lucky ở dưới đó. Lãng mạn quá. Không phải lãng mạn mà vì chú lịch sự. Vì vậy, tôi không la rầy Lucky nhiều nữa. Tôi mang họ xuống cùng. Vì họ đều hiểu. Lúc nào cũng vậy, nếu tôi la rầy Lucky, vì chú đi tiểu quậy đâu đó, thì Goody lập tức đứng dậy. Mà điều đó đối với chú là rất khó khi chú ngồi trên ghế sofa. Ngay cả trời có sấm, chú cũng không nhúc nhích. Nhưng nếu tôi la rầy Lucky, thì chú đi xuống đó đợi. Họ đã từng bên nhau trước đây rồi, nhờ vậy mà Lucky có thể xuống đây. Thấy như là tôi nhận nuôi chú vậy. Nhưng nếu xem lại toàn bộ lịch sử, họ đều liên hệ với nhau, đó là lý do. Tôi không thể nào có chú chó này mà không nhận chú chó kia. Đại khái vậy. Mặc dù họ đang cấp khác nhau, nhưng Goody giúp đưa Lucky vào. Hoặc ngược lại, Lucky giúp đưa Goody đến bất cứ gì. Loài bò gần tới đẳng cấp thứ năm. Biên giới giữa cảnh giới thứ tư và năm, tất cả loài bò đều đến từ đó. Người ta lại ăn thịt họ. Quý vị không biết mình đang đối xử với ai. Quý vị xem thường loài vật trong khi mình chưa đạt đến đẳng cấp của họ. Nhìn mấy chú bò xem, họ chỉ ăn cỏ, nhưng họ đã cho sữa, phô mát, tất cả mọi thứ. Nhưng người ta vẫn giết và ăn thịt họ. Loài bò hầu như là bảo mẫu của trẻ em trên địa cầu. Tất cả trẻ em trên toàn địa cầu này. Cho nên nếu tôi bảo quý vị ăn chay thì điều đó rất đúng. Thậm chí nếu tôi không nói với quý vị những điều này thì bò vẫn là ân nhân của loài người. Hiểu chưa? Chúng ta không bao giờ nên đụng đến bò. Bây giờ anh muốn nói gì? Chú chó lớn mang bánh mì đến. Hôm đó con không ăn, chú chó mang bánh mì đặt trước mặt con. Vậy à, rất là cảm động. Ồ. Ngày hôm sau con ở bên ngoài nhìn họ đùa giỡn. Vì tất cả họ bắt đầu gầm gừ với nhau. Rồi chui dưới hàng rào. Ở đó có một khoảng đất trống rất rộng. Mấy bạn chó đều nô đùa với nhau rất vui. Trông họ như chim bay trên bầu trời, trông họ hoàn toàn tự do. Mỗi chú chó đều có cái tánh khác nhau. Như là chú chó lớn, chú rất mạnh. Có thể chạy nhanh nhất và xa nhất. Họ đùa vui. Goody, chú chó Rottweiler, là một chú chó rất hiếu thảo, rất thân thiện, rất rộng lượng. Mỗi khi có ai trong nhà trở về, nhất là tôi, lúc nào chú cũng lấy một món gì đó hoặc bất cứ gì gần đó, ngay cả một cái gối rồi chạy đến tặng. Đồ chơi, thức ăn, bất cứ vật gì, chú chỉ đợi ở đó rồi tặng. Chú rất hiền. Chú không bao giờ nhảy chồm lên người vì biết nó quá mạnh đối với tôi. Ngày đầu tiên, tôi dạy chú chỉ một lần, tôi nói người rất mạnh, còn ta thì mảnh mai, đừng nhảy chồm lên người ta, đừng đẩy ta vòng vòng. Nên mỗi khi đến gần tôi, chú lập tức ngồi xuống. Cha, chú ngồi phía trước. Có khi mang quà đến tặng, có khi không. Chú ngồi xuống để tôi có thể vuốt ve nói chuyện với chú, sau đó tôi ngồi cạnh chú và ôm chú. Chú không bao giờ nhảy lên ôm tôi nữa. Nhưng đối với các thị giả nam, chú nhảy lên đầu họ, ôm họ. Nhảy lên vai họ, khắp nơi đùa giỡn mạnh bạo với họ, thúc, đẩy. Nhảy lên người họ, rồi cả hai đều ngã xuống đất, chú làm đủ thứ.
Chú giỡn như họ là chó vậy, như là bạn thân của chó. Lúc nào chú cũng ngồi trước mặt tôi, nhưng không bao giờ nhảy lên người tôi. Nhưng Happy thì bướng bỉnh, Happy là con gái. Mỗi khi tôi về đến nhà, cô nàng chạy đến và lập tức thúc vào bụng tôi một cái. Rồi chuyện khác tính sao? Woody thì lúc nào cũng mang quà đến, không lần nào bỏ sót. Cho dù tôi không thấy chú, cách đó mới có 5 phút tôi đi trở xuống thì chú đi lấy đồ chơi, rồi trở lại vẫy đuôi. Chú chỉ có một cái đuôi rất ngắn, vẫy như vậy. Rất nhanh, rất dễ thương. Lúc nào chú cũng có đồ chơi hay gì đó để tặng khi quý vị đến. Nếu chú biết quý vị, lúc nào chú cũng tặng quà. Họ rất đặc biệt. Quý vị có thể biết là họ rất đặc biệt, không phải chó bình thường. Thôi được. Chú chó cho anh bánh mì à? Dạ. Ôi chào, con rất cảm động. Làm sao chú có được bánh mì? Chú vừa có được một miếng bánh mì và chú để bánh mì ở chỗ của con. Ồ, dễ thương. Nhưng rồi con nghẹn ngào cảm động. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Dạ. Con cầm bánh mì và đưa cho chú. Con nghĩ là chú mắc cỡ. Con làm chú mắc cỡ, nhưng con không biết phải phản ứng như thế nào. Anh nên nhận miếng bánh mì đó và cho vào túi hay gì đó, chú sẽ vui lòng. Lúc đó con định ăn miếng bánh mì đó. Ồ. Con định ăn miếng bánh mì đó vì chú mang đến. Vậy sao anh không ăn? Thôi không sao, đừng lo. Tôi hiểu. Anh nên nhận miếng bánh mì rồi bỏ vào túi hay gì đó. Họ rất tốt, không thể tin được. Vì ở đây khó mà có được bánh mì, không giống như chú có bánh mì mỗi ngày. Rồi chú cho anh. Dạ. Ồ, dễ thương quá. Chú không nói gì nhiều. Hôm qua khi con nói, không biết, con nghĩ là chú yên lặng. Chú rất yên lặng. Khi chú đến, mình cảm thấy rất yên tĩnh. Chú rất lặng lẽ. Ngày đầu tiên khi tôi vừa đến đây, chú đã theo sát, rút đầu vào áo tôi và để tôi vuốt ve chú một hồi lâu. Con nghĩ loài vật thật kỳ diệu. Họ biết mọi thứ. Mấy bạn chó của tôi cười rất tươi. Mỗi khi tôi vuốt ve hoặc cho họ ngồi trong lòng, họ cười. Cười thật tươi. Mọi người đều có thể thấy bây giờ con thích nuôi một bạn chó vì con nghĩ điều đó đánh thức những phẩm chất tình thương bên trong. Nuôi chó rất cực, và con biết là cực, anh không phải chỉ nhận nuôi chó mà thôi. Thành ra con đang chờ đợi, anh phải biết cách làm gì. Dạ, trước đó anh phải nghiên cứu sách vở. Nếu anh thích thì cứ nuôi, nhưng phải biết là rất cực. Không nên nuôi chó vì quyền lợi của mình, quý vị phải có trách nhiệm. Mấy chú chim của tôi thật sự cười. Có lúc mấy chú chó làm trò. Bầy chim nhìn đàn chó rồi cười ha hả. Cười giống vậy, ha ha ha. Rồi đàn chim lại nhìn và sau đó cười ha ha ha. Con nghe câu chuyện về đàn chim của sư phụ, con rất ngạc nhiên. Con không biết là chim có thể nói được như vậy, họ cười. Dạ, họ cười giống vậy, con thật không biết. Mỗi khi thấy họ, tôi hỏi, các con có vui không? Họ đáp ha 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 ha. Đôi khi chúng tôi kể chuyện vui. Rồi tình cờ tôi để mấy chú chim đứng đó, hoặc tôi đùa giỡn với đàn chó, chúng tôi làm trò và cười với nhau. Mấy bạn chim cũng nhìn và cười ha ha ha. Họ cười rất vui. Thật không ngờ được. Tất cả đều cười. Khi có chuyện gì khôi hài, họ cười. Họ cười giống như thế này. Ha 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 ha. Không thể tin được. Quý vị không biết về thế giới loài vật đâu. Họ rất tuyệt vời. Tuy nhiên, nuôi họ rất cực. Thôi, không sao. Tôi cũng không thể kể cho quý vị nghe quá nhiều điều. Sư phụ đã kể cho chúng con nghe những điều rất lý thú. Lịch sử của các bạn chó của sư phụ thật là kỳ diệu và những chuyện vui thôi, và còn những chuyện khác tôi không thể kể. Dạ. Rất hay khi mình biết là loài vật thật sự cũng có trí thông minh. Họ thông minh. Nếu quý vị thương họ, họ sẽ thương lại quý vị. Họ đáp trả lại rất tuyệt vời. Nhưng quý vị phải thật sự thương họ. Họ biết ai thương họ. Dù quý vị hành động ra sao cũng không thể gạt họ được chút nào. Dạ, ngay cả một số thị giả của tôi có cử chỉ như là thương mến chó. Họ thương chó của tôi khi tôi có mặt ở đó. Nhưng tôi biết họ không thương chó vì mấy bạn chó không quan tâm đến họ. Chó biết sự thành thật. Họ có thể thấy là mình thật lòng hay không. Họ có thần thông, có thể nhìn thấu. Dạ, đúng vậy. Họ không cần ngôn ngữ. Họ hiểu hết tất cả. Một chuyện như vậy đã xảy ra với chó con cách đây 2 năm, một vị sư huynh mang em bé đến. Con tươi cười với em và làm đủ mọi thứ, đứa bé nhìn thấu con. Lúc đó con nhận ra rằng tất cả chỉ là hành động bên ngoài.
vì nụ cười và mọi thứ đều không thật. Và con cảm thấy thật sự xấu hổ. Đứa bé nhìn thấu tâm can con và con... Anh hiểu ra. Đôi lúc nhìn vào mắt loài vật, quý vị sẽ biết rằng họ hiểu, nha. Quý vị sẽ ngừng những gì mình đang làm hoặc đùa giỡn, nha. Tôi thấy rất nhiều lần ở những người khác. Như là một thầy giả của tôi có lúc kể cho tôi biết, khi họ nhìn vào mặt của Happy, họ nói, vì anh ta la mắng vô cớ. Rồi Happy nhìn anh ta một cách hiền từ nhưng nghiêm khắc. Thế là anh ta cảm nhận được ngay thông điệp gửi đến anh ta. Đừng làm nữa, được rồi. Dạ. Nhưng hiếm khi anh ta có thể nhận được thông điệp chỉ ngày đó thôi. Họ rất hay, họ nói với quý vị mà không cần ngôn ngữ. Thôi, nói chuyện chó đủ chưa? Mình đi thiền được không? Trước khi thiền, còn câu hỏi nào nữa không? Con xin hỏi khi nói chuyện trực tiếp với sư phụ thì chúng con được bao nhiêu điểm, chẳng hạn như bây giờ. Trước đó sư phụ nói, nếu xem băng thâu hình, nghe nhạc, ôi trời ơi, xin đừng làm ăn kinh doanh ở đây. Cứ vui hưởng sự hiện diện của tôi đi, có được không? Chúng con không quan tâm tới điểm. Tôi nói với quý vị nghe về điểm để quý vị biết, để khuyến khích quý vị tu hành. Nhưng đừng trả giá ở đây. Quý vị không đến đây vì điểm. Quý vị thậm chí cũng không biết là tôi có mặt ở đây mà vẫn đến. Như vậy tốt. Khi tôi có mặt ở đây, quý vị vui hưởng sự hiện diện của tôi cho dù có điểm, không có điểm hoặc nhiều điểm. Quý vị đừng nên nghĩ như vậy. Dù quý vị có điểm hay không còn tùy cách tập trung của quý vị và mục đích mà quý vị có trong tâm. Tôi không thể nói rõ trắng đen. Nhưng làm ơn, đừng có kinh doanh ở mọi nơi. Có một góc không có chuyện kinh doanh. Khi chúng ta ở bên nhau, thì không có chuyện kinh doanh. Còn gì nữa không? Tốt rồi ha. Vậy thì mình ngồi thiền.